đã từng học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng tình yêu về hoa đã làm chị Phạm Thị Giáng Sinh chuyển hướng, bắt đầu từ cắm hoa tươi, làm hoa giấy. Nhưng chỉ đến khi gặp gỡ bộ môn hoa đất sét vào 2 năm trước, chị mới tìm thấy đúng đam mê của mình. Từ cái cục đất màu trắng đó, mình có thể linh động mình pha với cái màu sơn dầu ra cái màu hoa mà mình cảm thấy yêu thích nhất, giống thật nhất, là mình có thể chủ động về màu sắc để tạo thành cái màu của bông hoa. Chứ là cái nữa là cái khi đất sét mà mình làm hoa, những bông hoa nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có cái độ mềm mại từ màu sắc cho tới kiểu dáng, thì nó làm cho bức tranh mình nó sinh động hơn. Để làm ra một bức tranh hoa đất sét cần nhiều nguyên liệu như vải canvas, màu sơn dầu, v.v. Trong đó quan trọng nhất vẫn là đất sét. Tùy vào loại hoa muốn tạo hình mà chị pha trộn các loại đất Nhật, đất Thái, đất Việt Nam sao cho phù hợp. Mỗi bức tranh đều là độc nhất, nên nó đòi hỏi ở người nghệ nhân sự sáng tạo không ngừng. Khi mà một bức tranh mà mình không thể kết đi kết quả một kiểu được, mình phải tạo ra sự mới mẻ cho cái bức tranh của mình. Thì bạn khi mà bạn đặt bông hoa đầu tiên xuống bức tranh rồi, đầu bạn sẽ suy nghĩ rồi cách sao ở đây, làm sao để đây, để khi mà tác phẩm mình nó hoàn thành nó lại khác đi tác phẩm trước một chút, để người ta nhìn vào không có cảm thấy buồn chán, nhàm chán, mà người ta cảm thấy hứng thú theo với mình luôn. Tuy không mới, nhưng sức hấp dẫn của bộ môn tranh hoa đất sét vẫn không giảm, đặc biệt là với bộ phận người trẻ. Mình cảm thấy những bức tranh hoa từ đất sét rất là độc đáo và sinh động. Nó gần như là một bó hoa thật vậy đó. Mình nghĩ chắc là người làm ra những bông hoa này phải rất là tỉ mỉ và bỏ ra nhiều công sức mới làm được những bức tranh đẹp như thế này. Trung bình mất khoảng 10 đến 14 ngày để hoàn thành một bức tranh khổ 40 x 60cm. Trong đó, công đoạn làm hoa chiếm 7 ngày vì cần một lượng lớn hoa với đa dạng kích thước màu sắc. Ngoài ra, việc vẽ tranh và kết hoa lên tranh cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo của người nghệ nhân. Đầu tiên làm họa sĩ, cái đó là một người tạo hình hoa đất sét, sau đó gắn hoa lên tranh, đó là công việc của một người gắn hoa tươi á. Thì ba công việc đó là ba công việc hoàn toàn khác nhau, nhưng mà khi mình kết hợp lại mình sẽ cảm thấy rất là hứng thú và không có bị nhàm chán và làm suốt luôn à. Dù chỉ tình cờ thử sức với công việc làm tranh hoa đất sét, nhưng chị Giáng Sinh đều đặt nhiều tâm huyết cho mỗi tác phẩm. Trong tương lai, chị mong muốn có thể đưa tranh hoa đất sét đến gần hơn với mọi người, không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.